Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự trưa nay, thứ tư, ngày 4 tháng 2 năm 2015. Phần đầu chương trình có những nội dung chính như sau. Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nâng cấp nhân kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020. Sản phẩm công nghiệp nông thôn Vĩnh Long phát huy thương hiệu phát triển thị trường. Tin trong nước: khánh thành khu căn cứ tỉnh ủy Bạc Liêu. Tình hình thời tiết Tết Nguyên đán Ất Mùi. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội nghị đóng góp văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Đại diện lãnh đạo các ban tham mưu của Đảng ở Trung ương đã về dự. Đại biểu tập trung vào ba nội dung chính: góp ý cho dự thảo lần thứ nhất báo cáo chính trị trình Đại hội lần thứ 10 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, góp ý cho dự thảo báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 9, đồng thời quyết định số lượng đại biểu triệu tập dự Đại hội lần thứ 10 và phân bổ đại biểu đến các đảng bộ trực thuộc. Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, đóng góp nhiều ý kiến tích cực, sâu sắc để hoàn chỉnh dự thảo văn kiện. Bí thư tỉnh ủy yêu cầu sau hội nghị, thường trực tiểu ban văn kiện tiếp thu hoàn chỉnh văn kiện trình ban thường vụ tỉnh ủy thông qua để trở thành báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 9 trình tại Đại hội lần thứ 10 của Đảng bộ tỉnh. Thông tin chi tiết về hội nghị chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn trong chương trình thời sự tiếp theo. Điểm nổi bật trong công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2014 của Ủy ban kiểm tra hai cấp thị xã Bình Minh là phát huy tốt vai trò tham mưu giúp cấp ủy lãnh chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra giám sát kỷ luật Đảng được chặt chẽ, kịp thời, nghiêm minh, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Qua kiểm tra giám sát đã phát hiện và thi hành kỷ luật 16 đảng viên vi phạm về thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, phẩm chất đạo đức, lối sống, cố ý làm trái, sinh con thứ ba. Hình thức xử lý là khiển trách chính, cảnh cáo 2, cắt chức 1 và khai trừ 4. Ngoài ra, Ủy ban kiểm tra thị ủy Bình Minh còn nhận 12 đơn tố cáo cán bộ đảng viên, trong đó 4 đơn không đủ cơ sở giải quyết, 2 đơn Ủy ban kiểm tra thị ủy giải quyết và chuyển 6 đơn cho các cơ quan khác theo thẩm quyền. Năm 2015, thị ủy Bình Minh tiếp tục làm tốt công tác kiểm tra giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên, kiểm tra tình hình thu chi đăng nộp đảng phí, giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại tố cáo, nhất là trong thời điểm chuẩn bị đại hội đảng các cấp. Dịp này, 3 tập thể và 3 cá nhân thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát năm 2014 được khen thưởng. Trung tâm Công tác Xã hội tỉnh Vĩnh Long vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015. Trung tâm hiện đang nuôi dưỡng 158 người già neo đơn, người bệnh tâm thần, trẻ em bị bỏ rơi và người bị khuyết tật. Để đảm bảo cho các cụ và các cháu có sức khỏe tốt, trong năm, ngoài kinh phí từ ngân sách, trung tâm còn tích cực vận động các tổ chức cá nhân hỗ trợ thêm chế độ dinh dưỡng hàng ngày. Đã có trên 380 lượt đoàn cá nhân đến thăm tặng quà và tiền mặt với tổng trị giá trên 1 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so với năm trước. Trung tâm còn xây mới khu nhà ở cho người cao tuổi cô đơn, phòng học mẫu giáo bán trú nhằm đảm bảo việc nuôi dưỡng chăm sóc đối tượng ngày càng tốt hơn. Năm 2015, trung tâm phấn đấu vận động từ thiện đạt giá trị từ 500 triệu đến 600 triệu đồng, đồng thời lập dự án mới với các tổ chức phi chính phủ hỗ trợ trong việc nuôi dưỡng chăm sóc các đối tượng tại trung tâm. Hôm qua, Quyền ủy Bình Tân tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng xuân Ất Mùi 2015. Lãnh đạo ngành nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh, anh hùng lực lượng vũ trang, lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng, cán bộ lãnh đạo qua các thời kỳ và đại diện lãnh đạo các ban ngành đoàn thể huyện đến dự. Các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam qua 85 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, đồng thời nêu bật những thành tích của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Bình Tân năm vừa qua đã phấn đấu đạt 24 trên 25 chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Trong tháng 2 năm 2015, huyện tập trung thực hiện tốt việc chăm lo Tết cho đối tượng chính sách, hộ nghèo, ổn định tình hình an ninh trật tự, bảo đảm nhân dân vui xuân đón Tết an toàn và lành mạnh. Dịp này, huyện ủy Bình Tân đã trao quy chương kháng chiến hạng nhất, hạng nhì và quân chương lao động hạng ba do Chủ tịch nước khen tặng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Tiếp theo chương trình là cụm tin vắn phản ánh hoạt động chăm lo Tết cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, cận nghèo tại các địa phương trong tỉnh.
Chiều hôm qua, Ngân hàng Ngoại thương chi nhánh Vĩnh Long đến tặng 12 hộ nghèo xã Trung Thành Đông, huyện Vũng Liêm, mỗi hộ 500.000 đồng, hỗ trợ 44 triệu đồng cho 10 hộ nghèo của xã kéo điện sử dụng. Ngoài ra, 20 hộ thuộc diện cận nghèo cũng được Đảng ủy khối doanh nghiệp tặng mỗi hộ 10 kg gạo. Cũng tại huyện Vũng Liêm, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh vừa đến trao 100 phần quà cho trẻ em nghèo hai xã Trung Nghĩa và Trung Chánh. Mỗi phần gồm quần áo và tiền mặt. Tổng giá trị của buổi trao quà 17 triệu 500 ngàn đồng, trích từ nguồn quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Vĩnh Long. Huyện Long Hồ vừa tổ chức lễ bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình ông Trịnh Văn Lư, con mẹ Việt Nam anh hùng Trịnh Thị Võ, ngụ tại xã Bình Hòa Phước. Căn nhà có diện tích 78m2, nền lót gạch men, dách xây tường, mái lập tôn, chi phí xây dựng hơn 75 triệu đồng, trong đó huyện vận động và hỗ trợ 40 triệu đồng, phần còn lại do gia đình đóng góp. Thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây, đến nay xã Bình Hòa Phước đã hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 83 hộ gia đình chính sách tại địa phương. Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại, vui chơi giải trí và vận chuyển hàng hóa của nhân dân trong những ngày trước, trong và sau Tết Nguyên Đán, theo phương châm nhanh chóng, an toàn, thuận lợi, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Vĩnh Long đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện nhiều giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Theo đó, trong những ngày trước Tết, ngành giao thông vận tải sẽ tập trung sửa chữa, duy tu, nâng cấp các tuyến đường đã xuống cấp, gia cố cầu dẫn, phao tiêu ở các bến phà, bến đò, xây dựng phương án ứng cứu khi có sự cố xảy ra. Các bến xe, bến tàu và các doanh nghiệp vận tải có kế hoạch quy động phương tiện phục vụ hành khách, bố trí phương tiện dự phòng để đảm bảo sự điều động của ngành khi có ùn tắc. Các bến xe, bến tàu tăng cường công tác tuyên truyền, vận động kiểm tra các phương tiện để đảm bảo an toàn, chất lượng trong quá trình hoạt động, thực hiện việc niêm yết giá cước trên phương tiện và bán vé đúng giá niêm yết. Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo lực lượng thanh tra chuyên ngành phối hợp với các ngành liên quan tăng cường công tác tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các phương tiện vận chuyển hành khách quá số lượng đăng ký, vi phạm trật tự an toàn giao thông, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, tổ chức phân luồng ở những nơi phức tạp để tránh ùn tắc trong những ngày trước, trong và sau Tết. Nhằm góp phần bảo vệ sức khỏe người dân trong dịp Tết Nguyên Đán, Đoàn Kiểm tra Liên ngành 389 tỉnh Vĩnh Long vừa tiến hành kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Tại các cơ sở sản xuất bún và cửa hàng kinh doanh thực phẩm trên địa bàn thành phố Vĩnh Long, đoàn đã tiến hành kiểm tra các thủ tục hành chính, quy trình sản xuất, nhãn hàng hóa và nguồn gốc xuất xứ thực phẩm. Qua kiểm tra, đoàn nhận thấy cơ sở sản xuất kinh doanh có quan tâm đầu tư trang thiết bị sản xuất hiện đại, đảm bảo vệ sinh môi trường nơi sản xuất, nhân viên trực tiếp chế biến có khám sức khỏe định kỳ và tập huấn kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định, đồng thời chú trọng nguồn gốc xuất xứ thực phẩm kinh doanh. Năm 2014, Hợp tác xã Rau An toàn Phước Hậu cung cấp hơn 500 tấn rau cải đạt chuẩn an toàn, phục vụ nhu cầu sử dụng cho bà con trên địa bàn trong và ngoài tỉnh. Năm qua, các loại rau cải mà Hợp tác xã sản xuất chủ yếu là cải xà lách, cải ngọt, hành lá, rau muống. Trong đó nhiều nhất là cải xà lách và cải ngọt với tổng sản lượng hơn 230 tấn. Nhờ giá cả ổn định, thời tiết thuận lợi nên thu nhập của người trồng rau trong Hợp tác xã Rau An toàn Phước Hậu nói riêng và trên địa bàn toàn xã nói chung luôn ở mức khá. Hợp tác xã Rau An toàn Phước Hậu được thành lập hơn 11 năm. Đến nay, hợp tác xã có 32 thành viên với tổng diện tích sản xuất là 10,8 hectare. Hiện tại, mỗi ngày hợp tác xã cung cấp cho thị trường hơn 1 tấn rau cải đạt chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm. Thưa quý vị và các bạn, năm 2014, Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã ban hành quyết định công nhận 17 sản phẩm của 7 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đạt danh hiệu sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh Vĩnh Long. Sau khi được cấp giấy chứng nhận, nhiều sản phẩm đã được các doanh nghiệp phát huy thương hiệu, phát triển thị trường tiêu thụ trong và ngoài tỉnh. Tuy đã được thị trường biết đến thông qua các đầu mối phân phối tại các siêu thị Co.op, Bixi, Citymart, Vinatex, nhưng từ khi được cấp giấy chứng nhận công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh và của vùng đồng bằng sông Cửu Long, thì sản phẩm nước mắm gia hỷ 60 độ đạm của doanh nghiệp tư nhân chế biến thương mại Hồng Hương mới khẳng định được thương hiệu trên thị trường. Hiện tại, để đảm bảo đủ sản phẩm cung cấp cho khách hàng trong dịp Tết Nguyên Đán sắp tới, doanh nghiệp đã tập trung nhân lực và quy động hết công suất máy móc thiết bị để tăng sản lượng lên gấp đôi so với ngày thường. Sau khi nhận được cái giải thưởng sản phẩm nông nghiệp nông thôn tiêu biểu, thì tôi thấy rằng là có nhiều người biết đến hơn, do đó thì thông qua các cái chương trình hỗ trợ kèm theo, chẳng hạn như các cái chương trình về xúc tiến thương mại gắn liền với cái phát triển cái đặc sản của địa phương, các cái hợp tác của các tỉnh, thì chúng tôi cũng có những cái cơ hội để tiếp xúc với các cái nhà phân phối lớn khác.
thì đây là một cái thuận lợi đối với cái doanh nghiệp sau khi nhận được cái giải thưởng này. Sản phẩm nem đặc sản miền Tây của cơ sở kinh doanh lò nem Sáu Sệ cũng là một trong những sản phẩm vừa được Ủy ban nhân dân tỉnh cấp giấy chứng nhận công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh năm 2014. Thông qua việc tham gia các hội chợ thương mại, quảng bá sản phẩm trong thời gian gần đây, chất lượng và thương hiệu của sản phẩm này đã được người tiêu dùng các tỉnh trong vùng và các tỉnh Đông Nam Bộ, Thành phố Hồ Chí Minh biết đến. Trung tâm khuyến công của Vĩnh Long có hỗ trợ cho doanh nghiệp đi tham dự hội chợ, quảng bá thương hiệu được. Rồi bởi vậy Tết này nè, thì sản phẩm được đi được qua mấy tỉnh khác có nhiều mối đặt hàng hơn. Năm mới này nè, thì nhờ bên trung tâm khuyến công sẽ hỗ trợ nhiều hơn, cũng như là đầu tư để em mở rộng thêm máy móc thiết bị để phục vụ cho sản xuất nó thuận lợi hơn. Hiện tỉnh Vĩnh Long đã có trên 20 sản phẩm của các doanh nghiệp tại địa phương được công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh, như bánh phồng tôm, bánh trung thu, nước mắm gia hỷ 60 độ đạm, bánh hạt nhân, hột vịt muối, đậu phộng. Trong đó có một số sản phẩm được công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp vùng. Đây là những sản phẩm có uy tín, chất lượng, có thị trường tiêu thụ ổn định, đã được đăng ký hoặc đã được cấp văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ. Sản phẩm có tính kỹ thuật cao, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Năm 2015, trung tâm tập trung hỗ trợ cho các doanh nghiệp. Thứ nhất là hỗ trợ đầu tư máy móc thiết bị mới. Cái thứ hai, nó xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu. Cái thứ ba, đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp. Việc tổ chức bình chọn công nhận các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu đã góp phần tôn vinh những giá trị sản xuất đặc sắc của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Qua đó, cũng tạo điều kiện để các doanh nghiệp phát huy thương hiệu của sản phẩm trong việc xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, hôm qua tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức khánh thành khu căn cứ tỉnh ủy Bạc Liêu, còn gọi là khu căn cứ Cái Chanh, thuộc ấp Cây Cui, xã Ninh Thành Lợi, huyện Hồng Dân, đồng thời công bố quyết định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng là di tích lịch sử quốc gia. Khu căn cứ tỉnh ủy Bạc Liêu trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược là căn cứ địa vững chắc của cách mạng. Từ tháng 10 năm 1949 đến năm 1951 là nơi đóng căn cứ của một số cơ quan Nam Bộ, là địa bàn trú ngụ hoạt động để lãnh đạo phong trào cách mạng miền Nam của đồng chí Lê Duẩn, bí thư xứ ủy Nam Bộ, cùng một số đồng chí lãnh đạo cao cấp của đảng như Lê Đức Thọ, Phạm Hùng, Ung Văn Khiêm, Nguyễn Thượng Vũ, Nguyễn Văn Nguyễn. Ngoài ra, cũng trong khoảng thời gian từ đầu năm 1950 đến cuối năm 1954, căn cứ Cái Chanh còn được đồng chí Võ Văn Kiệt, phó bí thư tỉnh ủy, sau đó là bí thư tỉnh ủy Bạc Liêu, chọn làm nơi trú ngụ và hoạt động để lãnh đạo phong trào cách mạng của tỉnh nhà. Bước sang giai đoạn kháng chiến chống Mỹ cứu nước, khu căn cứ Cái Chanh vẫn là vùng giải phóng rộng lớn, là địa bàn tới lui hoạt động của các đồng chí lãnh đạo khu ủy khu Tây Nam Bộ, tỉnh ủy Bạc Liêu và sau nữa là tỉnh ủy Sóc Trăng, nơi đặt căn cứ của một số cơ quan ban ngành tỉnh và là nơi đóng quân của các đơn vị bộ đội chủ lực của ta. Khu căn cứ tỉnh ủy Bạc Liêu được phục hồi tôn tạo trên diện tích 37.000 m2 với tổng mức đầu tư gần 30 tỷ đồng và được xếp hạng là di tích lịch sử cấp quốc gia. Không chỉ là niềm vui của đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Hồng Dân, mà còn là niềm vui chung của cả đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh Bạc Liêu. Thành phố Cần Thơ vừa tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận thành phố Cần Thơ đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi năm 2014 và quyết định phê duyệt quy hoạch phát triển giáo dục đào tạo thành phố Cần Thơ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Thành phố Cần Thơ hiện có 9 trên 9 quận huyện có trường mẫu giáo đạt chuẩn, 85 trên 85 xã phường có trường mẫu giáo, trên 37% phòng học kiên cố, 62% phòng học bán kiên cố, 100% trường mẫu giáo có đủ thiết bị dạy học tối thiểu và 100% giáo viên đạt chuẩn, giáo viên đạt trên chuẩn 60% và huy động trẻ 5 tuổi đến trường đạt trên 99%. Ngành giáo dục Cần Thơ nỗ lực trong thực hiện quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo thành phố Cần Thơ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Đặc biệt tập trung vào việc xây dựng xã hội học tập, chống mù chữ, tuyên truyền phổ biến sâu rộng mục đích, ý nghĩa, quan điểm, kế hoạch phổ cập giáo dục trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tập trung nguồn lực xây dựng cơ sở vật chất, xây dựng trường học, trang thiết bị dạy học, phấn đấu tăng tỷ lệ trẻ 3 đến 4 tuổi được học 2 buổi. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương vừa đưa ra nhận định về thông tin thời tiết mùa đông xuân và Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015.
Theo đó, trong tháng 2 năm 2015 có khả năng xuất hiện khoảng 3 đến 4 đợt không khí lạnh, bao gồm các đợt tăng cường gây gió mạnh trên biển Đông và một đợt rét đậm rét hại ngắn ngày ở các tỉnh miền Bắc. Cụ thể, từ ngày mùng 4, mùng 5 đến mùng 9 tháng 2 tại Bắc Bộ sẽ có đợt không khí lạnh tràn về, trời rét, có thể đạt ngưỡng rét đậm. Tại khu vực Trung Bộ, phổ biến có mưa nhỏ và rét trong thời gian có không khí lạnh. Sau đó, không khí lạnh suy yếu nhanh, mưa giảm, nền nhiệt có xu hướng tăng dần. Các tỉnh khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến ít mưa, tình trạng khô hanh cục bộ có khả năng xảy ra ở một số nơi. Cũng trong năm 2015 sẽ có khoảng 9 đến 10 cơn bão áp thấp nhiệt đới hoạt động trên biển Đông, thấp hơn so với trung bình nhiều năm. Trong đó có 4 đến 5 cơn bão áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta, cũng ở mức thấp hơn so với trung bình nhiều năm. Tiếp theo chương trình thời sự trưa nay là phần tin thế giới với những nội dung chính sau đây. Tổ chức tự xưng nhà nước Hồi giáo IS tung lên mạng Internet đoạn video ghi lại cảnh thiêu sống viên phi công người Jordani Muad al-Kasabi. Jordani và cộng đồng quốc tế đã kịch liệt lên án hành động tàn bạo này của IS. Liên Hiệp Quốc đêm qua lên tiếng cảnh báo làn sóng bạo lực mới tại miền đông Ukraine đang ngày càng trở nên khốc liệt. Cơ quan xếp hạng tín dụng quốc tế Standard & Poor's chấp nhận bồi thường 1 tỷ 380 triệu đô la vì đưa ra đánh giá thiếu chính xác những trái phiếu thế chấp từ năm 2004 đến năm 2007. Thưa quý vị và các bạn, chỉ vài ngày sau khi tuyên bố đã hành quyết con tin người Nhật Bản Kenji Goto, đêm qua giờ Việt Nam, tổ chức tự xưng nhà nước Hồi giáo IS đã tung lên mạng Internet một đoạn video trình chiếu cảnh viên phi công người Jordani Muad al-Kasabi bị lực lượng này thiêu sống. Mới đây, trong một tuyên bố được phát sóng trên đài truyền hình quốc gia, người phát ngôn quân đội Jordani đã xác nhận cái chết của al-Kasabi. Đoạn video được đăng lên mạng ngày 3 tháng 2 năm 2015 thông qua một tài khoản Twitter được cho là nguồn tuyên truyền cho IS. Đoạn phim dài 22 phút được biên tập kỹ lưỡng, có cảnh cho thấy viên phi công bước đi dưới họng súng giữa đống đổ nát. Sau đó, đoạn video chuyển sang hình ảnh phi công người Jordani đứng trong lòng sắt và bị tưới xăng trước khi IS châm lửa. Nếu đoạn phim này là xác thực, thì đây là lần đầu tiên IS hành quyết con tin bằng cách thiêu sống. Muad al-Kasabi bị IS bắt giữ khi chiếc máy bay do anh điều khiển rơi gần thị trấn Raqqa của Syria hồi tháng 12 năm ngoái, trong lúc anh đang làm nhiệm vụ hỗ trợ cho Liên minh quốc tế chống IS do Mỹ dẫn đầu. Trong nhiều ngày qua, Jordani đã nỗ lực tìm cách để viên phi công được thả bằng việc trao đổi tù nhân. Tuy nhiên, mọi việc đều bất thành. Như vậy, chỉ trong vòng 8 ngày, IS liên tục gây chấn động dư luận quốc tế khi tuyên bố hành quyết 3 con tin. Trong đó có 2 con tin người Nhật Bản và 1 con tin người Jordani. Ngay sau khi tổ chức tự xưng nhà nước Hồi giáo IS tung lên mạng Internet đoạn video quay cảnh thiêu sống viên phi công Muad al-Kasabi, quốc vương, giới chức và người dân Jordani đã kịch liệt lên án hành động tàn ác và dã man này của IS. Quân đội nước này cũng thề sẽ trả thù cho cái chết của al-Kasabi. Trong bài phát biểu ngắn được phát trên truyền hình khi đang có chuyến thăm thủ đô Washington của Mỹ vào đêm qua, quốc vương Jordani Abdullah đã ca ngợi sự hy sinh anh dũng của phi công Muad al-Kasabi, đồng thời gọi phiến quân IS là những kẻ khủng bố hèn nhát. Quốc vương Abdullah cũng kêu gọi toàn thể người dân Jordani đoàn kết để đẩy lùi chủ nghĩa khủng bố. Cũng đêm qua, quân đội Jordani tuyên bố sẽ trả thù cho phi công al-Kasabi và thẳng tay trừng trị IS. Trong tuyên bố được phát trên truyền hình quốc gia, người phát ngôn quân đội Jordani, đại tá Mamdou al-Amer nhấn mạnh. Các lực lượng vũ trang của Jordani đã sẵn sàng và sẽ trả thù cho cái chết của người đồng đội al-Kasabi để đảm bảo rằng anh ấy sẽ không phải hy sinh một cách vô ích. Một quan chức an ninh giấu tên của Jordani cho biết, nước này sẽ hành quyết nữ tù nhân Iraq Sajida al-Rishawi, người bị kết án tử hình do có vai trò trong các vụ đánh bom ở Jordani vào năm 2005 khiến 60 người thiệt mạng, vào lúc bình minh ngày 4 tháng 2 giờ địa phương, tức trưa nay giờ Việt Nam. Ngay sau khi IS công bố đoạn video đêm qua tại thị trấn Al-Karak, miền nam Jordani, quê nhà của phi công al-Kasabi, gia đình, bạn bè, người dân ở đây đã tập trung lại để chia sẻ nỗi đau và bày tỏ sự giận dữ trước cái chết của anh. Tôi lên án các hành động mang rợ của IS. Tôi cho rằng chính phủ nên xử tử hình nữ tù nhân al-Rishawi và những người khác có liên quan đến các hành động khủng bố đang bị giam giữ trong các nhà tù của Jordani. Cùng với chính phủ Jordani, Liên Hiệp Quốc và nhiều nước trên thế giới
cũng đã đồng loạt lên án hành động thiêu sống viên phi công Al-Kassabi của tổ chức tự xưng nhà nước Hồi giáo IS. Trong một tuyên bố, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon đã kịch liệt lên án vụ sát hại con tin, cho rằng hành vi thiêu sống con tin là hành động tàn bạo, dã man. Tuyên bố của Tổng thư ký Ban Ki-moon do người phát ngôn Liên Hiệp Quốc, ông Stefan Dujarric đọc nêu rõ. Tổng thư ký Ban Ki-moon lên án hành động sát hại dã man phi công Al-Kassabi của nhà nước Hồi giáo IS, một tổ chức khủng bố xem thường mạng sống của con người. Tổng thư ký gửi lời chia buồn đến gia đình phi công Al-Kassabi, đồng thời bày tỏ sự đoàn kết với chính phủ và người dân Jordani trong cuộc chiến chống khủng bố. Cũng đêm qua, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Barack Obama đã gửi lời chia buồn tới chính phủ và người dân Jordani, đồng thời khẳng định hành động thiêu sống phi công Al-Kassabi đã ngày càng thể hiện rõ bản chất tàn bạo của IS. Hôm nay, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã bày tỏ sự tức giận trước cái chết của viên phi công người Jordani, gọi đây là hành động giết người thái quá của IS. Thủ tướng Nhật Bản một lần nữa cam kết sẽ không bao giờ khuất phục trước IS và nói rằng Tokyo sẽ đẩy mạnh hợp tác với cộng đồng quốc tế trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố trên toàn cầu. Hôm qua, ba binh sĩ tuần tra Pháp đã bị tấn công bằng dao khi đang thực hiện nhiệm vụ bên ngoài một trung tâm cộng đồng của người Do Thái ở thành phố Nice, miền nam nước này. Vụ tấn công trên xảy ra giữa lúc Pháp vẫn đang thắt chặt an ninh sau các vụ tấn công và bắt cóc con tin ở thủ đô Paris hồi tháng trước. Theo báo cáo sơ bộ, hai binh sĩ đã bị chém vào mặt, trong đó một người bị thương rất nặng. Người thứ ba bị chém vào cẳng tay. Cảnh sát cho biết hai kẻ tấn công đã bị bắt giữ, nhưng một đồng bọn của chúng đã trốn thoát. Lực lượng an ninh đã ngay lập tức được điều động tới khu vực xảy ra vụ tấn công và cảnh sát đang điều tra vụ việc. Sau vụ tấn công vào tòa soạn tạp chí châm biếm Charlie Hebdo vào tháng trước, Pháp đã quy động hơn 10.000 binh sĩ trên khắp cả nước để bảo vệ các khu vực nhạy cảm như các khu mua sắm, nhà thờ Hồi giáo, sân bay, nhà ga. Cũng hôm qua, cảnh sát chống khủng bố Pháp đã bắt giữ 8 đối tượng tình nghi là một nhánh của mạng lưới tuyển mộ những người trẻ tuổi cho lực lượng thánh chiến Hồi giáo ở Syria. Theo số liệu của chính phủ Pháp, khoảng 1.300 công dân nước này có liên quan đến mạng lưới tuyển mộ các tay súng cho lực lượng thánh chiến ở Syria và Iraq. Trong số đó, khoảng 400 đối tượng đang sẵn sàng tham chiến cùng lực lượng này. Liên Hiệp Quốc đêm qua lên tiếng cảnh báo làn sóng bạo lực mới tại miền đông Ukraine đang ngày càng trở nên khốc liệt. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh chỉ trong 24 giờ qua, các cuộc giao tranh giữa lực lượng quân chính phủ Ukraine và phe chống đối đã cướp đi sinh mạng của 16 dân thường và khiến hàng chục người khác bị thương. Trong một tuyên bố, bà Ravina Samdasani, phát ngôn viên của Cao quỹ Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, nhấn mạnh. Đến nay đã có hơn 5.350 người thiệt mạng do các cuộc xung đột ở miền đông Ukraine. Con số này cho thấy mức độ khốc liệt của cuộc chiến. Các trường học, bệnh viện, các trạm giao thông công cộng tại Donetsk và Lugansk giờ đây đều đã biến thành chiến trường. Cũng theo Liên Hiệp Quốc, các cuộc giao tranh ở miền đông Ukraine có những dấu hiệu rõ ràng cho thấy sự vi phạm luật nhân đạo quốc tế. Con số thương vong của dân thường do các cuộc xung đột ở miền đông Ukraine đã gia tăng đáng kể trong vài tuần trở lại đây. Đa số những người thiệt mạng sống ở thành phố Donetsk, thị trấn Debaltseve và nhiều ngôi làng do quân đội chính phủ kiểm soát ở Lugansk. Hôm qua, cả lực lượng chính phủ Ukraine và phe chống đối đều tuyên bố có binh sĩ thiệt mạng trong các cuộc giao tranh tại những khu vực nói trên. Trong một diễn biến có liên quan, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm qua đã kêu gọi chính quyền Ukraine đàm phán trực tiếp với lực lượng chống đối ở miền Đông, đồng thời cảnh báo các nước phương Tây không nên quy chụp trách nhiệm cho Moscow về cuộc xung đột tại đây. Theo ông Lavrov, Mỹ mới là nước đang bảo trợ cho các nỗ lực nhằm giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine bằng giải pháp quân sự. Trước đó, cùng ngày, các quan chức Mỹ cho biết đang xem xét khả năng cung cấp vũ khí cho chính quyền Kiev. Cơ quan xếp hạng tín dụng quốc tế Standard & Poor's S&P đêm qua thông báo đã chấp nhận trả 1 tỷ 380 triệu đô la Mỹ để dàn xếp vụ kiện về việc hãng này đưa ra đánh giá thiếu chính xác những trái phiếu thế chấp trước khi nổ ra cuộc khủng hoảng tín dụng năm 2008. Khoản bồi thường này được đưa ra sau gần 2 năm kiện tụng và hàng loạt cuộc dàn xếp giữa S&P với Bộ Tư pháp Mỹ. Trong một tuyên bố, S&P cho hay tất cả các bên bao gồm hãng này, Bộ Tư pháp Mỹ và cơ quan tư pháp của 19 bang đã nhất trí dàn xếp các cáo buộc liên quan đến việc thổi phồng giá trị của các trái phiếu về bất động sản và khuyến khích các thể chế tài chính mua các trái phiếu đầy rủi ro này từ năm 2004 đến hết năm 2007.
Theo thỏa thuận các bên đạt được, S&P không thừa nhận cáo buộc vi phạm luật. Song, S&P phải trả 687,5 triệu đô la tiền bồi thường, theo đuổi vụ kiện cho Bộ Tư pháp Mỹ. Cơ quan tư pháp của 19 bang của Mỹ và thủ đô Washington cũng được hưởng khoản tiền tương tự. Mức bồi thường này thấp hơn nhiều so với khoản tiền 5 tỷ đô la mà Bộ Tư pháp Mỹ đưa ra hồi năm 2013. Vì những đánh giá sai lầm của S&P dẫn đến cuộc khủng hoảng tài chính đẩy nước Mỹ vào suy thoái. Không chỉ S&P, các ông lớn xếp hạng tín dụng khác như Moody's hay Fitch cũng đang bị điều tra liên quan đến cáo buộc tương tự. Đêm qua giờ Việt Nam, với 382 phiếu thuận, 128 phiếu chống, Hạ viện Anh đã thông qua việc cho phép các nhà khoa học tạo ra những đứa trẻ từ ADN của 3 người trưởng thành bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm. Nếu tiếp tục được Thượng viện thông qua, Anh sẽ là quốc gia đầu tiên chấp nhận kỹ thuật này và đứa trẻ có ba cha mẹ đầu tiên có thể ra đời tại Anh sớm nhất là trong năm tới. Trong suốt buổi tranh luận về vấn đề này, các nghị sĩ Anh cho rằng kỹ thuật mới trên sẽ mang đến niềm hy vọng cho nhiều gia đình khi nó có thể ngăn chặn được nhiều căn bệnh di truyền được truyền từ mẹ sang con. Theo hãng tin BBC của Anh, kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm mới nói trên sẽ kết hợp ADN của cha mẹ cùng với thi thể khỏe mạnh từ một phụ nữ hiến tặng. Kỹ thuật này được cho là có thể ngăn ngừa việc truyền thi thể khiếm khuyết từ mẹ sang con, giúp loại bỏ nguy cơ bị các chứng bệnh như tổn thương não, bệnh tim, mù. Theo các nhà khoa học, trên thế giới, cứ 6.500 đứa trẻ ra đời thì có một trẻ bị ảnh hưởng từ những căn bệnh về thi thể. Ước tính mỗi năm tại nước Anh có khoảng 150 cặp vợ chồng cần đến kỹ thuật này. Chương trình sẽ được tiếp tục với một số tin nhắn đáng chú ý. Đêm qua giờ Việt Nam, hàng trăm giáo viên đã biểu tình bên ngoài tòa nhà quốc hội của Kenya ở thủ đô Nairobi nhằm yêu cầu chính phủ nước này chuyển họ đến các trường học ở các khu vực an toàn hơn sau các vụ tấn công gần đây của các nhóm phiến quân Hồi giáo cực đoan. Hầu hết giáo viên tham gia biểu tình đến từ các vùng Wajir, Mandera và Garissa. Hồi tháng 11 năm ngoái, các tay súng của nhóm phiến quân Al-Shabaab đã tấn công một chiếc xe buýt ở Mandera khiến 28 người chết, trong đó có 22 giáo viên. Giới chức Pakistan hôm qua cho biết ít nhất 5 trẻ em đã thiệt mạng và 3 em khác bị thương sau khi rơi xuống giếng ở thị trấn Baskara, phía tây bắc nước này. Vụ tai nạn xảy ra khi một nhóm học sinh đang ngồi trên một phiến đá bê tông được đặt trên miệng giếng thì phiến đá bất ngờ sụp đổ. Các nhân chứng cho biết các thiết bị cứu hộ đã nhanh chóng được đưa xuống đáy giếng nhưng đều quá muộn. 5 em học sinh nữ thiệt mạng trong độ tuổi từ 8 đến 14. Hôm qua, một chiếc xe tải đã tông vào một chiếc xe buýt chở nhiều người Hồi giáo đi cầu nguyện ở thành phố Jerusalem, khiến 8 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Theo các nhân chứng, do phải chở theo một máy kéo nhưng lại chằng dây lỏng lẻo nên chiếc xe tải bị mất lái và đâm vào xe buýt. Chính phủ Venezuela ngày 3 tháng 2 cho biết, trên 35 siêu thị thuộc hệ thống siêu thị Dia Dia sẽ tạm thời do chính phủ quản lý, với lý do Dia Dia đang góp phần làm cho tình trạng thiếu hụt hàng hóa tại nước này ngày càng trầm trọng hơn và khiến giá cả các nhu yếu phẩm tăng cao. Trong những tuần gần đây, chuỗi siêu thị này đã tích trữ một số lượng thực phẩm khá lớn lên đến hơn 2.500 tấn, nhưng lại đặt ra quy định chỉ bán một vài mặt hàng với số lượng hạn chế trong một số ngày nhất định. Chương trình Thời sự trưa nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.